Lịch thi đấu World Cup 2018 Tây Ban Nha thất bại 3-4 trước Nga ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút chính thức, qua đó bị loại ngay từ vòng 1/8 World Cup 2018. Đây là trận đấu mà Lazio giữ kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại vô cùng bế tắc trước khung thành đội chủ nhà. Chứng kiến thất bại của đội bóng quê hương, Fabre Gasser không khỏi đau lòng, họ giữ bóng khá tốt, tôi cực kỳ hâm mộ tiki-taka và những màn phối hợp đẹp mắt nhưng chẳng có cái gì xảy ra ở trận đấu đó. Ngoài pha đánh đầu của Diego Costa và cú sút của Ico, Tây Ban Nha chẳng tạo được tình huống nguy hiểm nào. Đã có những cơ hội khi Costa lao lên và để lại khoảng trống lớn phía sau. Nhưng những đồng đội thì quay lưng lại, họ chỉ muốn giữ bóng và kiểm soát. Tây Ban Nha cố kiểm soát để phòng ngự chứ không phải tấn công và đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả tiêu cực. Tiền vệ Chelsea nhận xét. Nga 1-1 Tây Ban Nha, luân lưu 4-3 đang tải.